Và thưa quý vị, có một nữ doanh nhân mà mọi người thường thấy là chị xuất hiện trong chương trình trực tiếp Chuyện Nhà Nông của Đài Phát Thanh và Truyền hình Long An với vai trò là diễn giả và là ca sĩ qua những bài hát mang âm hưởng dân ca. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau những hoạt động đó là hành trình thiện nguyện luôn hướng tới cộng đồng mà chị đã thực hiện trong suốt nhiều năm qua. Mỗi vị hãy cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây nhé. Trong những năm qua, ngoài lĩnh vực kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, tổng giám đốc tập đoàn An Nông mà mọi người hay gọi là ca sĩ doanh nhân Bích Thủy còn được biết đến thông qua các hoạt động thiện nguyện. Trung bình mỗi năm, tập đoàn An Nông thực hiện công tác thiện nguyện hàng trăm triệu đồng với các hoạt động như xây dựng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, tặng quà cho người nghèo, trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi. Là ái nữ của cố nhạc sĩ Bắc Sơn nên ca sĩ doanh nhân Bích Thủy có tâm nguyện tri ân cộng đồng bằng hình thức kết hợp giữa giá trị tinh thần với giá trị vật chất, và đoàn văn nghệ tình ca Bắc Sơn trực thuộc tập đoàn An Nông được thành lập cũng xuất phát từ tâm nguyện đó. Bích Phượng là một trong những thành viên của đoàn văn nghệ tình ca Bắc Sơn trực thuộc tập đoàn An Nông. Thì ngoài những cái công việc kinh doanh của tập đoàn An Nông thì nhất là những cái mùa Tết đến thì cô Bích Thủy là tổng giám đốc của tập đoàn Nông luôn luôn có một cái tâm nguyện là sẽ làm những cái việc mà thiện nguyện, đem đến cái tình thương, chia sẻ tình thương đến cho bà con nông dân, nhất là những bà con gặp hoàn cảnh khó khăn. Nên là mỗi năm thì Bích Phượng cũng được đồng hành với cô Bích Thủy cũng như với đoàn ca Bắc Sơn để đem lời ca tiếng hát tặng cho bà con món ăn tinh thần. 7 năm qua, đoàn văn nghệ tình ca Bắc Sơn đã biểu diễn với hơn 1.000 suất ở các trung tâm bảo trợ xã hội cũng như các chùa, cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi và người già neo đơn. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát đến với những mảnh đời kém may mắn, đoàn còn mang đến những món quà ý nghĩa để chia sẻ, động viên tinh thần cho các bé, các cụ già và bà con nông dân trong mỗi lần đến biểu diễn. Trong đó, ca sĩ doanh nhân Bích Thủy luôn dành nhiều tình cảm đặc biệt đối với tỉnh Long An. Đoàn nghệ sĩ của tập đoàn An Nông đã có cái hoạt động nghệ thuật hết sức là hấp dẫn. Thì bên cạnh đó thì đoàn cũng có những cái phần quà hết sức là ấm áp để động viên, tạo điều kiện cho nông dân khó khăn vượt lên trong cuộc sống. Giờ đây, sau bao năm theo đuổi và thành công trên con đường kinh doanh song song với niềm đam mê nghệ thuật, ca sĩ doanh nhân Bích Thủy luôn hướng tới cộng đồng và hạnh phúc khi mang niềm vui đến cho những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Nhưng thưa quý vị, chúng ta vừa theo dõi những hoạt động của đoàn tỉnh ca Bắc Sơn và do chị Bích Thủy dẫn đoàn, và chúng ta thấy là ngày hôm nay thì chương trình cũng rất là vinh dự được mời được chị đến đây để có thể tham gia cùng với mọi người. Và thưa chị thấy rằng là trong cái clip vừa rồi á, là những cái hoạt động tình thiện nguyện mà phóng viên chúng tôi ghi nhận được thì nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Và trên thực tế thì tôi lại biết rằng là chị đã có rất là nhiều hoạt động từ thiện trong thời gian qua. Và như trong clip chúng ta có thể thấy là chị đã diễn gần 1.000 suất, đúng không? 1.000 suất cho tất cả các đối tượng, và đặc biệt là những trung tâm bảo trợ xã hội hay là chùa hay là những người già neo đơn nữa. Thì chị có thể chia sẻ là chị đến với công tác thiện nguyện trong hoàn cảnh như thế nào và vì sao là chị lại có cái ý làm những cái việc này ạ? Cảm ơn Thúy Liễu. Xin trân trọng kính chào quý vị đang xem đài và tất cả các vị khách mời cũng như ekip thực hiện chương trình. Thì đầu tiên thì Bích Thủy nói lời cảm ơn đài đã cho phép Bích Thủy tham gia trong chương trình, một chương trình đầy ý nghĩa như ngày hôm nay. Thật sự ra thì Bích Thủy nghĩ ở trong mỗi con người chúng ta ai cũng có cái tâm, nhưng cũng còn tùy cái điều kiện để có thể phát triển được cái tâm nguyện của mình. Và đối với Bích Thủy thì nó có thêm cái ảnh hưởng của ba Bích Thủy. Tại vì là ba Bích Thủy là một, ngoài cái việc ba là một nghệ sĩ ra thì trước đây ba là một giáo viên dạy cho trường mù. Và từ khi nhỏ đó, Bích Thủy được cùng ba đi đến trường á, thì Bích Thủy ba thấy ba là đã có một cái tâm đối với những cái người mà có những mảnh đời bất hạnh, khó khăn hơn mình. Từ những cái việc ba dạy không có nhận thù lao nè, tới cái việc ba huyên góp quần áo cũ hay là tất cả những vật dụng nào có thể sử dụng được để tặng cho các bạn, nó đã trở thành một cái gì đó ấn tượng trong đầu của Bích Thủy. Và cũng như là Bích Thủy đã là một người từng trải qua những cái thời gian rất là khó khăn,
có thể là các bạn không hình dung ra được sự khó khăn mà Thủy phải nhận lấy từ thuở bé. Nên là trong cái khoảng thời gian đó và trong suốt cả cái hành trình cho đến ngày hôm nay thì Bích Thủy đã được rất là nhiều mạnh thường quân, những quý nhân đã hỗ trợ cho Bích Thủy mà người ta không nhận lại bất kỳ một sự cảm ơn nào của Bích Thủy. Bởi vì là thí dụ như một chuyến đi bán của Bích Thủy á, một lần đi bán buôn của Bích Thủy thì Bích Thủy bị bể cái bánh xe, trời mưa lúc đó rất là nhỏ và nghèo, thì có một người đến giúp cho Bích Thủy là một ổ bánh mì và một tiền để giá cái bánh xe để có thể về nhà sớm hơn. Lúc đó thật sự mình không có tiền giá bánh xe luôn đó. Thì những cái đó làm cho Bích Thủy cảm thấy rằng mình mang ơn cuộc đời này. Và từ đó thì Bích Thủy nghĩ ra là nguyện, tâm nguyện của mình nghĩ là nếu cái ngày nào đó mình có khả năng thì mình sẽ giúp đỡ những người nghèo như là mình đã từng được giúp đỡ. Thì Bích Thủy nghĩ cái chuyện đó không phải một mình Bích Thủy đâu mà tất cả mọi người ai cũng có tâm. Tuy nhiên là tùy cái trường hợp, từ cái hoàn cảnh và khả năng của mình để mình thực hiện được, nên Bích Thủy cũng không dám nói gì hơn. Chỉ mong rằng mình sẽ là có thể có nhiều sức khỏe nè, có thể làm ăn ổn định nè, và mình sẽ tiếp tục làm những việc mà mình nghĩ rằng nên làm để trả ơn cho cuộc đời đã có cho Bích Thủy ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn chị ạ. Thế Liễu ngồi kế bên mà cảm nhận được rằng là chị rất là xúc động khi mà chia sẻ về vấn đề này. Và đây chỉ là một cái vấn đề chúng ta chia sẻ về những gì mà đã làm thôi. Mà chị đã xúc động như vậy thì chắc hẳn rằng là quý vị khán giả cũng hiểu được là xuất phát điểm của mình như thế nào. Cũng như là mình đã trải qua những cái hoàn cảnh như vậy và mình cũng đã từng được nhiều người giúp đỡ. Và cái đó là xuất phát từ cái tâm, đúng không ạ? Và thực hiện, và rõ ràng đây là cái tâm huyết của chị. Chị đã thực hiện rất là nhiều. Và có lẽ đến với chương trình ngày hôm nay á, thì chị cũng có nhiều tâm sự, nhiều điều gửi gắm hơn đến những vị khán giả nhân ngày hôm nay, cũng như là trong thời gian sắp tới. Thì chị có dự định gì thêm không ạ? Bật mí tí xíu. Thật ra thì là cái kế hoạch làm việc của Bích Thủy rất là nhặt. Dạ. Công việc chính của Bích Thủy hiện nay là điều hành tập đoàn An Nông. Và tập đoàn An Nông thì hoạt động trong nhiều lĩnh vực. Thứ nhất là bảo vệ thực vật, rồi địa ốc, rồi trường học và tổ chức sự kiện. Thì Bích Thủy tham gia tất cả các hoạt động và điều hành trực tiếp. Ngoài cái công việc chính đó, để mà chúng ta có được cái kinh phí để thực hiện, dạ, thì Bích Thủy thời gian rảnh rỗi dành cho gia đình bắt đầu từ 8 giờ tối nha. Còn ban ngày trời ơi đi tùm lum hết trơn hết rồi, làm tất cả những việc gì có thể làm được. Và kế hoạch hiện nay của Bích Thủy là vẫn tiếp tục đi đến những nơi mà có những người có những hoàn cảnh bất hạnh và ít người đến hơn, để mà mình tiếp xúc. Ngoài cái tiếp xúc bằng vật chất ra thì Bích Thủy còn tiếp xúc bằng tinh thần thông qua đoàn văn nghệ Tình Ca Bắc Sơn. Bích Thủy nghĩ rằng Bích Thủy cũng rất là hân hạnh được kết hợp với các chị ở đây. Bởi vì là các chị là đây là trung tâm của nơi mà có thể là tạo được nhiều điều kiện cho Bích Thủy làm từ thiện hơn. Rất mong là trong sau chương trình này Bích Thủy sẽ có những số điện thoại các chị và được những các chị là Bích Thủy ơi, bữa nay đi với chị không? Là sẵn sàng. Hồi nãy Bích Thủy nghe bạn Thấm nói về cái vấn đề mà cho những người nghèo vay chính sách, thì sẵn đây Bích Thủy cũng có hơi tí xíu cái câu hỏi là nếu như mà công nhân của Thủy, hiện nay Bích Thủy đang có khoảng 300 công nhân không có nhà ở, thì Bích Thủy cũng đang làm những cái chung cư cho họ thuê. Tuy nhiên là sắp tới đây thì Bích Thủy có một khoảng đất rất là, một cái quỹ đất tương đối lớn, 2.8 hectare, thì Bích Thủy cũng đang có một cái dự kiến là xin Ủy ban dân tỉnh là cho Thủy cái chủ trương đầu tư là xây nhà mà dạng nhà xã hội á, giá rẻ. Cam kết lời không nhiều. Thì không biết rằng là tiêu chuẩn những công nhân của Bích Thủy là họ thì không phải ở đây nhưng mà họ cũng đã lưu trú ở đây là nhiều năm rồi, thì có tiêu chuẩn để mà được vay để mà mua những căn nhà đó không? Thì cái này có thể là nó không có nằm trong cái chương trình, do đó là Bích Thủy sẽ gặp lại bạn Thấm sau chương trình này để bạn Thấm trả lời câu hỏi đó thay cho công nhân của Bích Thủy. Xin cảm ơn. Đây là một cái cầu nối, đúng không ạ? Cầu nối để chúng ta có thể gặp gỡ với nhau, cũng như là những chúng ta ở đây là chúng ta chung đó để chúng ta tạo nên những cái chính sách, những cái điều kiện tốt nhất để dành cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên cuộc sống. Thì sau chương trình này Thế Lệ cũng mong rằng chúng ta sẽ có nhiều chương trình nữa, cũng như nhiều cái kế hoạch nữa để hỗ trợ cho người nghèo thêm. Cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Và quý chị Thế Lệ
thấy rằng là trong cái hoạt động thiện nguyện của mình á, thì không những là chỉ mang đến cho tất cả các đối tượng khó khăn những phần quà, mà chị còn mang đến một món quà tinh thần nữa, đó là bằng lời ca tiếng hát. Thì không biết là chị nguyên nhân vì sao chị lại có cái ý tưởng là kết hợp cái lời ca tiếng hát để mang đến cho những người khó khăn như vậy ạ? Thúy Liễu biết không, chị nghĩ rằng là không phải một mình chị nghĩ đâu, mà nghĩ rằng là tất cả các mạnh thượng quân á, thì thường có một cái suy nghĩ là người ta đang gặp khó khăn, thì cái sự khó khăn đó nó trong cái phần gọi là kinh tế thôi. Và cũng như là các mạnh thượng quân á, thì nếu như mà tổ chức một cái buổi biểu diễn cho mọi người xem thì ít chuyện nghĩa là rất là tốn kém. Vì một show mà nếu như mà ca sĩ bình thường thì cũng phải là 5 triệu, mà nếu mà ca sĩ ngôi sao nữa thì chắc là 10 triệu, 20 triệu. Thì cái việc đó nó rất là xa xỉ. Không? Ví dụ để 10 triệu, 20 triệu đó để mình mua thành quà cáp mình tặng cho mọi người thì thấy nó thiết thực hơn. Nhưng mà riêng với Bích Thủy thì nó lại có một cái thế mạnh, đó là cái đoàn văn nghệ tình ca Bắc Sơn do Bích Thủy thành lập. Để đi hát những nhạc của ba thì Bích Thủy tài trợ, và các văn nghệ sĩ tham gia như là ca sĩ Bích Phượng, nghệ sĩ Khánh Tuấn, nghệ sĩ Hoàng Đăng Khoa, nghệ sĩ Thanh Hằng, vân vân, cũng khá là được nhiều quý vị khán giả yêu thích, thì tham gia với đoàn văn nghệ tình ca Bắc Sơn với cái thù lao rất là nhỏ, và thậm chí đôi khi cũng không nhận thù lao nữa. Thì đó là cái thế mạnh mà Bích Thủy có thể mang đến cho bà con. Bởi vì là ngoài cơm áo gạo tiền ra thì đời sống tinh thần của bà con cũng rất cần. Thí dụ như Bích Thủy đi đến một cái chỗ mà cai nghiện á, thì nơi đó không chỉ là vật chất không đâu, mà cái tinh thần để hướng các bạn trở về với cuộc sống bình thường rất là quan trọng. Đến đó thì thí dụ những bài hát là Ôi cuộc sống mến thương hay là Cuộc đời vẫn đẹp sao, đó là một những cái lời động viên mà làm cho các bạn dễ dàng tiếp thu nhất. Thì Bích Thủy nghĩ nó ý nghĩa nên Bích Thủy đã thực hiện chuyện đó. Rõ ràng thực tế đã chứng minh rồi đúng không chị? Chị không những là mang đến những phần quà về vật chất mà về tinh thần nữa, thì mỗi lần mà chị biểu diễn thì Thí Liễu cũng thường coi live stream của chị, thì cũng thấy là bà con cũng rất là háo hức chờ đợi, đặc biệt là trung tâm hỗ trợ xã hội hay những người như trại kinh nghiệm chị nói đó, thì họ cũng hưởng ứng rất là cao. Thì rõ ràng đó là cái hiệu quả mà mình đã mang đến cho mọi người. Cảm ơn chị ạ. Thủy, trong những công tác mà thiện nguyện của mình á, thì chắc hẳn là chị gặp rất là nhiều hoàn cảnh đáng thương đúng không ạ? Như nhân chương trình ngày hôm nay thì chị có thể chia sẻ một tí xíu về một hoàn cảnh nào đó, cũng như là cảm xúc của chị khi mà chị gặp cái hoàn cảnh này ạ? Đối với những cái nơi mà Bích Thủy đến thì những nơi đó đều để lại cho Bích Thủy những ấn tượng rất là sâu đậm. Nhưng mà một cái ấn tượng mà phải nói làm cho Bích Thủy rơi nước mắt đó, là một cái hoàn cảnh của một người mẹ. Một người mẹ khi mà gặp Bích Thủy hát cái bài Bông bưởi hoa cao của ba Bích Thủy, đó là một cái bài hát nói về người mẹ mà gội đầu cho con, tóc dài, chải tóc cho con. Thì khi mà Thủy xuống tới mẹ, cái mẹ nắm cái tay ôm Thủy lại mà bắt đầu mẹ khóc. Mẹ nói là mẹ cũng có một đứa con như con này đó, nhưng mà con của mẹ nó đi trước mẹ rồi. Và bây giờ mẹ đang ở một cái nơi mái ấm của người già đó. Xong rồi mẹ ôm với Thủy nói rồi, hay là cho mẹ gọi con là con như con gái của mẹ. Thì Bích Thủy rất là cảm động, bởi vì là Bích Thủy nhớ về mẹ của mình. Mẹ Bích Thủy thì mất 8 năm rồi. Nhưng mà tại vì những cái thời gian mà sau cùng của cuộc đời thì Bích Thủy cũng may mắn là được ở bên cạnh mẹ mình, nên tự nhiên cái mình thấy xúc động lắm. Mình ôm mẹ và mình rất là thương mẹ, cho tới bây giờ thì là mình cũng thường xuyên tới thăm mẹ. Và qua đây thì Bích Thủy nghĩ rằng ai cũng có mẹ hết, và mỗi người có một tình thương dành cho mẹ mình khác nhau. Nhưng riêng Bích Thủy thì mong muốn rằng tất cả những đứa con của những người mẹ hãy thương mẹ mình, dù mẹ mình là một cái người như thế nào đi chăng nữa, mẹ không kiếm được tiền, hay là mẹ hơi bị có tinh cái bệnh tâm thần, hay là mẹ có làm điều gì đó sai, thì mình đừng bao giờ đả kích mẹ mình hay là mình bỏ quên mẹ mình nha. Đó, Bích Thủy nghĩ là cái điều đó là cái điều rất cần. Bích Thủy là một người mẹ mà. Bích Thủy cũng vừa là một người con mà vừa là một người mẹ, thì những cái gì Bích Thủy dành cho mẹ Bích Thủy, cho tới ngày mẹ Bích Thủy đi rồi, Bích Thủy vẫn thấy không có đủ. Và ngược lại, khi ở vị trí một người mẹ thì Bích Thủy nghĩ là lúc nào cũng mong muốn con mình sẽ thành đạt.
sẽ hạnh phúc. Nhưng bên cạnh đó mình cần phải hy sinh. Tại vì nó muốn nó thành đạt, nó không thể ở bên cạnh mình hoài được. Nó không thể trong tộc dòng ta mình được. Nên con mới thể đi học nước ngoài 7 năm. 7 năm mình thương nhớ con, phải nước mắt phải đông bằng lít. Rồi bạn cũng thành công, rồi bạn rời khỏi tầm thai của mình. Mình vẫn dõi theo bạn, nhưng mà mình mong rằng thông qua chương trình này bạn coi, bạn hiểu ra là mẹ rất thương bạn. Dạ. Tấm lòng người mẹ luôn luôn là cao cả không ạ, thưa chị? Ủa, như mình nói lạc đề hả? Dạ không ạ, đây chính là những cảm xúc rất là chân thật đúng không ạ, các chị? Chúng ta thấy rằng là đối với một người mẹ thì con mình có bao lớn đi nữa thì nó vẫn rất là nhỏ trong lòng mỗi người mẹ. Và khi càng lớn thì nó lại càng xa mình. Và với chị đây thì Thủy Liễu nghĩ là chị Thủy là một người rất là nhiều cảm xúc, cho nên mới có thể là mang đến nhiều lời ca tiếng hát, cũng như là chị được xem là giống như một người của xã hội đúng không chị? Có lẽ là chị muốn chia sẻ thêm. Thủy muốn chia sẻ thế này. Dạ. Khi mà gặp người mẹ đó rồi đó, cái Bích Thủy mới có một cái ý tưởng á, là sẽ lập một cái viện dưỡng lão. Dạ. Nhưng mà rồi Bích Thủy lại không làm chuyện đó, bởi vì Bích Thủy rất là sợ những cuộc chia tay. Mẹ phải đi thôi, thì mẹ lớn rồi. Vì vậy mà Bích Thủy đổi cái hướng của mình, cũng vẫn cái tâm đó, nhưng mà hướng của mình đó là Bích Thủy kết hợp với lại Sở Thương binh Xã hội xây một cái nhà hoàng á, cái nhà mà để các mẹ đi hay các anh chị đi rồi đó ở lại với mọi người một hai ngày. Vì Bích Thủy nghe anh Dũng giám đốc chia sẻ là có nhiều người đi rồi thì từ bệnh viện và đi luôn không trở về vì không có cái chỗ á, thì Bích Thủy cũng đang làm thủ tục. Bích Thủy nghĩ rằng cái nhà hoàng đó là cái nơi mà để mọi người chia tay nhau và có thể là thể hiện được cái những cái tình cảm của mình trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời của những người ra đi. Dạ, thì nghĩ rằng chắc trong năm nay mình sẽ hoàn tất, với là kinh phí khoảng trên dưới 1 tỷ đồng. Dạ. Đó là tấm lòng của Bích Thủy. Ngoài ra thì cái trường học thứ tư của Bích Thủy xây là 20 lớp, và Bích Thủy dành 10 lớp để tuyển tất cả các bé, không phân biệt là ở Long An hay ở đâu hết, chỉ là các bé mất ba hoặc mất mẹ hoặc là mồ côi cả hai người để nuôi dạy và miễn phí 100%. Dạ. Thật ra nghe những lời chị chia sẻ thì em rất là khâm phục luôn á. Em cảm thấy là rất là một cái ý tưởng rất là cao cả, và chị không chỉ là chị suy nghĩ không, mà chị đã hành động và chị đã làm được. Em mong rằng là chị sẽ thật nhiều sức khỏe, chị để có thể thực hiện được những cái tâm nguyện cho mình để giúp người, giúp đời. Chị giúp những đứa trẻ còn nhỏ để có thể điều kiện học hành, rồi chị lại xây nhà hàng để cho những người mà giống như cuối đời của họ, thì đó là đi hết hành trình cuộc đời đúng không chị Bích Thủy? Thật sự là em rất khâm phục chị. Dạ, em cảm ơn. Chị mong là mình có nhiều sức khỏe. Rất là xúc động. Nãy giờ thì chúng ta chia sẻ rất nhiều vấn đề, mà có thể là câu chuyện của chị Thủy đó là chúng ta rất là xúc động, và ngay bản thân Thủy Liễu đây hiện giờ cũng rất là xúc động. Và